Hôm nay mình sẽ ghép cho các bạn một bộ đèn, một cái rề đèn kết hợp với một cái bao đèn. Cái rề này là rề đèn mà kim giải mã luôn, có nghĩa là các bạn sẽ cho cái đường vào của nó là đường coaxial hoặc là cáp quang hoặc là đường USB, có nghĩa là cái rề này là rề chính diện nhận vào đường kỹ thuật số thôi nha, digital thôi. Và đề này chạy hai bóng đèn 12AX7 đến từ hãng Yoleda, model là FX Top Dark 3. Đó, đây là cái volume, đây là cái chuyển cổng. Thì cái rề này có còn nguyên thông số catalog, nó như là hàng eBay mình về như mới luôn nha các bạn, như mới luôn. Đó, 99,9%. Phía shop này là để chúng ta bảo vệ cái đèn khi vận chuyển này. Đó, đây là bỏ, chúng ta bỏ cái đèn trong này và đậy lại. Con Yoleda này thì đặc điểm các bạn nhận biết là nó riêng nhé. Mặt kính của nó là mặt kính của nó có logo. Đó, nhiều cái nó bị bể rồi thì chúng ta vẫn thay được, nhưng mà cái logo của Yoleda này thì nó không có in được, bạn lưu ý cho mình vậy nha. Một cái thương hiệu mà không phải là mắc tiền quá bên Mỹ nhưng mà lại đạt cái tầm âm thanh đẳng cấp là hai em. Nó 24 bit 192 kHz nhạc bản. Đường vào phía sau chúng ta thấy là tốt lên là cáp quang, USB là máy tính, coaxial là đường đồng trục, Maryland USA Design Energy Engineering in USA. Đó. Và còn hôm nay mình sẽ ghép cái bao này thì lại là một cái bao mà không phải là hoặc đèn hoàn toàn, có nghĩa là nó có sự kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Một cái bao là đến từ thương hiệu là Precision Fidelity, model là M8. Đây là dòng, bạn thấy cái chữ Hybrid Power Amplifier. Hybrid á, nếu bạn nào dân kỹ thuật thì bạn sẽ rõ là Hybrid có nghĩa là sự kết hợp. Ví dụ chúng ta có một chiếc xe máy mà nó xe hơi mà nó chạy xăng nhưng mà nó vẫn có chạy điện nữa, thì nó là dòng kết hợp giữa xăng và điện, gọi là xe Hybrid. Thì cái con này là cái dòng kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Cái bao này bên trong nó chạy hai cái bóng đèn Mula Bogen và nó chạy 8 sò sắt nha các bạn. Lát nữa mình tháo luôn ra cho các bạn xem thì bạn sẽ rõ hơn. Thì cái bao này cũng rất là nặng, nó nặng khoảng hơn 20 kg. Và nội thất cái tủ rất là gấu luôn. Đó, mình quay cho các bạn xem, mình sẽ tháo ra bên trong cho các bạn xem để mình test nhạc nha. Thì cái rề này là 16 triệu. Còn cái bao này á, bao này là 18 triệu nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm, cùng nhau khám phá bên trong, sau đó mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe. Che thôn nghèo đường xưa lối cũ, có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dù lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ mà. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Tôi lòng không đi tìm con.
phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo quen. Trong tôi mỗi khi nghe.